Trước mặt quý anh chị đây là hai mẫu xe Toyota Innova phiên bản E, là hai phiên bản số sàn đó quý anh chị. Đó, một hai xe cùng mang một nước sơn màu bạc. Đó, cùng đăng ký kinh doanh luôn nha. Hai biển số xe đều là biển vàng hết. Một xe ở 68 ở Kiên Giang ở Phú Quốc và một xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi thì bây giờ Đạt sẽ đi quay lại hai xe này cho quý anh chị mình cùng tham khảo từng xe nha. Coi hai cái xe này nó khác nhau và nó giống nhau ở điểm nào nha quý anh chị. Rồi về cái xe mà ở Phú Quốc này nè thì Đạt cũng chia sẻ lại cho quý anh chị mình biết á, là xe này được xe này cũng mua cũ lại nha quý anh chị, chứ không phải là mua mới hoàn toàn. Thì người chủ cũ Phú Quốc á là ảnh mua xe vào tháng 10 năm ngoái, thì tới bây giờ ảnh không cầm cự nổi nữa thì ảnh bán lại xe, thì bên Đạt đi ra ngoài đó bên Đạt lấy xe về. Thì cái điều quan trọng mà Đạt đi ra đặt xe chủ yếu nhiều nhất là cái gầm xe, coi nó có bị rỉ sét không. Thì rất là mừng khi mà cái gầm xe nó rất là đẹp luôn quý anh chị. Thì Đạt sẽ quay lại cái gầm xe cho quý anh chị xem. Xe này cái biển số này là biển số mới đổi lại nè. Đó, còn ngày xưa là nó ở trong đất liền. Cái gì có thể thấy cái gầm không? Ở dưới á, thì xe mới đi được khoảng 27.000 thôi cây thôi. Đó, thì bây giờ gọi là đi được khoảng 54.000 cây. Chạy 27.000 27.000 cây số. Đó. Rồi thì bây giờ để Đạt đi quay lại một số chi tiết cho quý anh chị mình cùng xem nha. Đầu tiên Đạt cũng chia sẻ với quý anh chị á là xe vừa về bên Đạt nên là cũng chưa có làm đẹp hay là kiểm tra 176 hạng mục hết. Vết này là do cái vết mà lúc mà trong quá trình mà chạy xe từ Phú Quốc về Sài Gòn á, thì Đạt va phải một cái chị đi trên đường nên là bị trầy chút xíu chỗ này, thì về bên Đạt sẽ cho xử lý sơn lại cái phần này. Đó, cản ban đầu là cản còn nguyên zin nào quý anh chị, nguyên zin luôn, chưa có sơn tút lại luôn, nguyên cái cản trước luôn quý anh chị. Cản là nguyên zin, mặc dù là nó là xe chạy dịch vụ nhưng mà cái tầm người ta chạy dịch vụ người ta giữ xe rất kỹ luôn. Nó với lại là ở Phú Quốc chạy dịch vụ ít xe lắm quý anh chị. Đó, nên là cái thời điểm mà Đạt mới đi ra ngoài Phú Quốc á, đi về á, xe ít cực kỳ luôn. Đó, nên là cái việc mà pha chạm với xe cộ thì Đạt nghĩ là chắc không có. Rồi, lớp xe thì vẫn còn rất là đẹp nha quý anh chị. Đây, cái mặt bên đồ này nó không có dấu hiệu rạn nứt nhiều. Lớp vẫn lớp nguyên zin theo xe, được sản xuất vào tuần thứ 34 của năm 2019. Đó, lớp còn rất là đẹp luôn. Gầm đồ còn rất là đen luôn nè quý anh chị. Nó không có, thường thì quý anh chị khi mà anh chị mua xe ở ngoài đảo hoặc là những cái vùng biển á, thì quý anh chị sợ nhớ một điều, đó chính là cái gầm nó bị oxy hóa bởi nước biển đi. Đó, nhưng mà cái này thì Đạt, bên Đạt kiểm tra xe rất kỹ và bên Đạt cũng rất sợ cái vấn đề đó khi mà bán một cái xe ở đảo cho quý anh chị. Đó, còn gốc nó là ở trong đất liền đó quý anh chị. Keo chỉ đồ nội thất còn rất là đẹp nè quý anh chị. Rồi, để là quay cái phần mà gầm vô, cái phần mà côn với lại thắng cho anh chị xem. Đó, anh chị có thể thấy là nó đâu có bị mòn nhiều đâu. Nội thất đồ còn rất là đẹp luôn nha. Chủ yếu ảnh mua về để anh chạy gia đình và kết hợp dịch vụ thôi. Thì ở ngoài đó, Đạt nghe kể lại là ngoài đó là đăng ký chạy taxi là chủ yếu thôi, chứ không phải là chạy Grab như trong đất liền của mình, trong Sài Gòn của mình. Đó, nên là phải bắt buộc phải vào và biển vàng luôn quý anh chị. Nó xe thì cũng được lên một cái màn hình Android dẫn đường Việt Map đồ, thì rất là tiện lợi luôn. Thì nhờ cái màn hình này nè thì Đạt đi đã không có cần sử dụng điện thoại khi mà Đạt đi trên đường luôn quý anh chị. Nó có cảnh báo tốc độ cho mình luôn, rất là tiện lợi nha quý anh chị. Quý anh chị có thể thấy nè, cần số còn gai rất là nhiều rồi quý anh chị, rất là đẹp luôn nha. Đó, thì 2019 thì cũng đã đầy đủ hơn những cái tính năng của những cái xe đời mới rồi. Cân bằng điện tử nè quý anh chị, chống trơn trượt, hai chế độ lái eco nè, tiết kiệm nhiên liệu, và cái này là để giúp mình khi mình tăng tốc nè quý anh chị. Đó, xe song kính sâu nè. Đó, túi khí xe thì được trang bị là 7 túi khí nha quý anh chị. Nội thất còn rất là đẹp luôn quý anh chị. Thường quý anh chị nếu như mà quý anh chị để ý, cái này là chia sẻ với quý anh chị thôi nha, quý anh chị để ý ở trên cái phần mà cái tay cửa đây nè của những cái xe mà chạy dịch vụ á, thì nó rất là dơ. Quý anh chị để ý, xe sạch lắm.
Xe này lúc mà Đạt đi ra, Đạt với anh trong công ty đi ra là lấy chiếc xe á, cứ tưởng là xe gia đình không à, nếu như mà không nhìn vào biển số. Phía sau nó sạch bách à. Xe này bên Đạt lấy về, bên Đạt chưa xử lý hết đó, rất là sạch luôn. Xe thì cũng được bọc trần lại nào quý anh chị, đầy đủ hết, không thiếu món gì hết. Lớp sau cũng còn rất là đẹp luôn, 4 lớp là được sản xuất vào năm 2019 hết luôn quý anh chị đó. Thì tình trạng xe về thì chẳng hạn như bên này nó có một vài chỗ nó mấp mớp, nó cứng cứng, thì bên Đạt sẽ cho xử lý lại phần này nha quý anh chị đó. Xe may biển số là 68 luôn, rất là đẹp, xe rất là đẹp luôn quý anh chị, tại vì nó mang cái biển số là dịch vụ thôi, nhưng mà thật ra xe đẹp lắm. Lốp cũng còn rất là ok nè quý anh chị. Để Đạt quay lại cái phần mà khoang động cơ để quý anh chị mình cùng tham khảo thêm một chút xíu nha. Đó, đây là chính là cái phần khoang máy của xe. Thì quý anh chị mình cũng có thể thấy là những chi tiết trong khoang máy nó còn rất là sáng, rất là đẹp nha quý anh chị. Cabo là vẫn chưa có dấu hiệu tháo rã ra để sơn sửa lại nào quý anh chị. Và xe này thì cũng đang được bên Đạt chào bán với mức giá là 616 triệu nha quý anh chị, và vẫn còn hỗ trợ vay được. Vay thì quý anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 200 đến 250 thôi, thì cái phần hồ sơ Đạt sẽ hỗ trợ quý anh chị hết luôn, quý anh chị chỉ không có cần phải làm nhiều, Đạt sẽ hỗ trợ quý anh chị, và quý anh chị chỉ cần cung cấp cho Đạt những cái hồ sơ chứng từ liên quan nha. Theo là về cái xe này, cái xe này nó cũng giống y chang như cái xe biển số 68 này thôi quý anh chị, nhưng cái điều nó mang biển số là 51H. Xe thì mới cũng đi được khoảng là 50.000, 59.000 cây thôi. Đó, nước sơn màu trắng luôn. Và đặc biệt ở trên xe này á, là sơn zin 100% nha quý anh chị. Đây cũng chia sẻ lại quý anh chị như thế này, là đây là một câu chuyện khá buồn luôn. Xe 2019 nhưng mà cái xe này á, nó bị bắt tới 2 năm luôn, nó nằm trong ngang tới 2 năm luôn. Này, không phải là nó bị tai nạn hoặc là nó bị phạm pháp gì mà nó bị bắt, mà tại anh chủ á, anh chạy xe buồn quá, anh quýnh bài. Cái này mấy anh em tài xế bị quýnh bài, cái rồi bị công an ập vô bắt, thế là xe bị bắt 2 năm, nằm trong 2 năm. Tính ra cái thời gian mà nó chạy dịch vụ cũng không có nhiều luôn quý anh chị. Đó là câu chuyện bên lề để chia sẻ lại quý anh chị. Thì xe này có sơn zin 100% không? Đạt khẳng định với anh chị, hiện tại xe chưa có làm đẹp á, thì sơn zin 100% nha quý anh chị. Đây quý anh chị có thể thấy nè, lớp cản nè quý anh chị, đó vẫn còn rất là đẹp luôn. Thì xe nó bị trầy trầy thì do sơn lại nha quý anh chị đó. Bên này cũng vậy nè, bị trầy trầy phần này cho sơn lại, cản còn nguyên zin luôn nè quý anh chị đó. Quý anh chị có thể để ý là cái mép, cái khe hở nè, nó còn rất là đẹp luôn nha, chưa từng qua xử lý, chưa từng qua sơn dặm gì lại hết, xe nguyên zin nguyên bản. Rồi một cái điểm thứ hai nữa là cái xe này có đúng đồng hồ không, xe chạy dịch vụ có đúng đồng hồ không, thì Đạt xin cam kết với chị đúng đồng hồ nha. Rồi xe nè anh chị có thể thấy là cái lốp này là 12, tuần thứ 12 năm 2019. Tình trạng lốp thì rồi tình trạng lốp á, thì nó cũng xuất hiện vài vết nứt rồi, 2019 mà. Rồi quý anh chị nhớ em Đạt tuần 12 nha, Đạt sẽ đi quay 4 cái lớp là cho quý anh chị hết, cùng số series, cùng tuần thứ 12 hết luôn. Đó. Rồi cái cửa về bên Đạt sẽ cũng cho tiến hành sơn lại, sơn làm đẹp lại. Đây đây mới là cái xe mà Đạt nghĩ là cũng có chạy dịch vụ kha khá đây. Cái phần chỗ này nó hơi dơ nè đó, nhưng mà bên Đạt xử lý được cái phần này, quý anh chị cứ yên tâm. Xe 2019 này xe đi 59.000 cây số đây nào quý anh chị.
Đó. Xe vẫn không có lên được cái màn hình, vẫn sử dụng là cái đầu DVD bình thường thôi. Đó thì lý do tại sao mà cái xe này nó vẫn có giá là nó rẻ hơn, nó dễ chịu hơn cái xe bên kia, cái xe bên kia, tại vì nó lên được cái đầu Android rồi đó anh chị. Đó. Nhờ anh chị cũng có thể thấy là cân số cân số thì chạy trong Sài Gòn thì vô số và đổ số liên tục, nên là cái tay của người tài xế, người ta sẽ nắm trên này rất nhiều, nên là nó cũng có cái độ mòn ở chỗ này nè quý anh chị. Đó thì tí là sẽ quay cái phần bên kia, nhưng mà quý chị để chính phần gai đây này nè, nó vẫn còn gai. Đây là do cái thói quen của người tài xế khi mà chạy xe dịch vụ ở trong khu vực Sài Gòn quý anh chị. Quý chị có thể thấy là Sài Gòn thì nó kẹt xe rất là nhiều, nên là việc trả số lên số là chuyện rất là bình thường thôi, nên là cái việc mà cái tay người tài xế tác động lên cái cần số nhiều thì mình cũng có thể là hiểu được nha quý anh chị. Đó. Rồi, lớp sau nữa quý chị. Tuần thứ 12 năm 2019. Lớp thì cũng có xuất hiện vết nứt nha quý anh chị. Đó. Trầy này. Cản sau cũng là cản zin nha quý anh chị. Đây nè, cái mép cản này quý anh chị thấy không? Cái móc cản nè, cản sau cũng nguyên zin luôn. Thì về xe này thì về bên đề thì chắc không còn zin nữa, tại vì về thì phải sơn lại để bán ra, để làm đẹp ra để bán, thì nó không còn zin nữa. Anh nước sơn nó chỉ còn lại khoảng 99% thôi, còn lại 1% là đã bị sơn lại rồi. Bên này cũng sẽ cho sơn lại phần chỗ này. Chỗ này thì bị va quẹt, nó bị trầy chút xíu thì cũng cho sơn lại. Đó, rồi tiếp tục tới cái lốp này. Đây. Tuần 12 năm 2019. Cái lốp thứ ba. Gầm đồ còn rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi. Đó, cái cần số nào quý anh chị. Ừ. Rồi để đặt mở cái phần rồi để là quay lại cái phần lớp tiếp. Tuần 12 19 tình trạng lớp. Thì cái lớp này bên đây sẽ thay lại cái lớp này anh chị. Tại lớp này nó cũng hơi màu và nó cũng hơi nhiều. Bên đây sẽ cho tiến hành thay lại cái lớp đó. Ừ. Rồi để đặt mở cái phần nắp capo lên, đặt quay cái phần khoang máy cho quý anh chị mình cùng xem nha. Để rồi, đây chính là cái phần mà khoang máy của xe nè quý anh chị. Đó. Thì bụi cũng khá là nhiều quý anh chị, nhưng mà quý anh chị yên tâm. Những cái chi tiết này chỉ bị bụi và dầu nhớt nó bám lên thôi. Khi mà rửa rửa ra nó vẫn rất là sạch sẽ nha. Nó không có dấu hiệu bất thường hết quý anh chị. Đâm đụng thì cũng chắc chắn là sẽ không có rồi. Những xe đâm đụng thì bên Đạt sẽ không có thu mua vào để bán ra cho quý anh chị. Đó thì qua cái nếu như quý anh chị nào mình đang quan tâm về một trong hai cái sản phẩm Toyota Innova, số xe thì sản xuất vào năm 2010 và 19 màu bạc này, một xe là biển số 68 và một xe biển số Sài Gòn, thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp cho Đạt, số điện thoại của Đạt để trên màn hình nha quý anh chị, 0932 192 671. Đạt hỗ trợ thông tin nhanh nhất tới quý anh chị. Và Đạt xin báo giá lại, xe biển 68 bên Đạt đang chào bán giá là 616 triệu, và xe biển Sài Gòn thì bên Đạt đang chào bán với mức giá là 608 triệu nha quý anh chị. Đó thì hai xe này thì bên Đạt vẫn còn hỗ trợ quý anh chị mình vay vốn qua ngân hàng Toyota được nha. Đó thì quý anh chị chỉ cần nhắn tin hoặc là để lại số điện thoại, Đạt sẽ hỗ trợ quý anh chị về phần thủ tục và ngân hàng này nha. Vậy rồi, một lần nữa thì Đạt xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video Đạt đánh giá review xe tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.